Đức Kitô, vua nhân hậu. Làm vua thì phải độc quyền, độc tài, độc đoán. Vì hiền lành, nhu mì, đơn sơ sẽ dễ bị các quan qua mặt ăn hiếp, lộng hành, chốt phế, chiếm ngôi. Vua là số một, là thiên tử cai trị dân, nên vua phải độc ác cho dân khiếp, phải xa cách cho dân kính, phải nghiêm khắc tàn nhẫn cho dân sợ. Lịch sử nhân loại nhiều bạo chúa hơn hiền vương, nhiều vua sa đọa trác táng lợi dụng dân hơn minh quân thương dân quên mình. Vì thế nói đến vua, người ta ít nghĩ đến đức độ, đặc biệt không bao giờ dám mơ có vua nhân hậu hiền lành. Ấy thế mà Đức Kitô đã vào thành thánh trong cung cách của một vị vua khiêm nhường, hiền hậu, nhân từ, ngồi trên lưng chú lừa con ngây thơ, bé bỏng. Chúa Nhật lễ lá với màu đỏ vương triều chói lọi hoành tráng, với cộng đoàn rạng rỡ tay cầm cành lá, miệng không ngừng hoan hô, Đức Kitô đấng nhân danh Chúa mà đến. Ai dám nhân danh Chúa mà đến, nếu không phải là con Thiên Chúa, người được Thiên Chúa ủy quyền sai đi? Đức Kitô đã đến như thiên tử, như con trời, vì đích thực Ngài là con Thiên Chúa, vua nước trời. Ngài đến như vua vì Ngài là vua, nhưng không như vua thế gian, với cung tần mỹ nữ, dinh thự lâu đài, tiền hô hậu ủng, cũng không oai nghi lẫm liệt, cao sang quyền quý. Nhưng hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa, Đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa con. Đức Kitô là vua như Ngài khẳng định trước mặt quan tổng trấn Philato, đúng như quan nói tôi là vua. Ngài không chỉ làm vua hiền hậu mấy phút trên lưng lừa vào Jerusalem, nhưng đã làm vua từ máng cỏ Bethlehem, khi các thiên thần mừng hát vinh danh, mục đồng thờ lạy, đạo sĩ phương xa bái yết. Thiên Chúa làm người đã chọn làm vua trong cung điện ngàn sao là hang lửa máng cỏ. Ngài xuất đầu lộ diện, gặp gỡ dân chúng, rao giảng tin mừng. Chính ra phải hoành tráng khai trương bằng diễn văn nảy lửa, tuyên ngôn hùng hồn. Đệ tử súng xít bu quanh cho thiên hạ nể, cho nổi đình đám xứng ngôi thiên tử. Đàng này Ngài khiêm hạ âm thầm đầm thắm, đến xin Gioan tẩy giả rửa tội cho mình như bao người có tội khác. Danh phận Thiên Chúa, ngôi vị đại vương không mảy may dính trên lưng con chiên hiền lành, mà Gioan tẩy giả đã dùng hình ảnh để giới thiệu Đức Kitô với đám đông. Đây là chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Có đời nào vua xuống cho thần dân đổ nước xóa tội? Có ở đâu thấy vua chịu làm vật tế thần gánh tội và chết cho dân? Hiếm vô cùng, hay chẳng bao giờ có, ngoài vua Giê-xu vô cùng nhân hậu khiêm nhường. Ở vị vua nhân hậu này, thần dân bắt gặp ba đặc tính nổi bật. Nghèo, bé nhỏ. Ngài có cha mẹ nghèo, nếp sống nghèo. Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng thầy không có cả chỗ gối đầu. Người nghèo dù sao cũng cố dựng cho mình túp lều tranh, tránh nắng che mưa. Còn Đức Kitô chẳng giữ cho mình một mét đất để cắm dùi. Sinh trong hang bò lửa, sống lang thang đó đây, chết mượn mồ thiên hạ. Khó có ai nghèo hơn ông vua trời đất này, và cũng khó kiếm được ai thương người nghèo, kẻ cô thân người thất thế hơn Ngài. Đức Kitô rất thương người nghèo và bênh đỡ họ. Ngài gọi họ là những người lớn nhất trong nước trời, và hứa thiên đàng là của họ. Ngài công khai nâng cao người hèn mọn bé nhỏ trước mặt các ông lớn trong đám lãnh đạo tôn giáo. Lạy cha, con ngợi khen cha, vì cha đã giấu những sự này và không cho người khôn ngoan thông thái biết, và chỉ tỏ ra cho những người bé nhỏ hèn mọn, người nghèo kẻ hèn, đám dân thấp cổ bé miệng là bạn thân của Ngài, và Ngài yêu họ đặc biệt. Khiêm hạ nhẫn nhục. Là vua, nhưng trên hết Ngài là người tôi tớ trung thành và đau khổ của Thiên Chúa Gia-vê. Hình ảnh người tôi tớ đau khổ đã được ngôn sứ Isaiah và Thánh Vịnh 21 cực tả: tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, dơ má cho người ta giật râu, và không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bỉu mỏ, buông lời mỉa mai. Riêng Thánh Phaolô đã như xuất thần khi suy niệm về sự khiêm hạ thẳm sâu vô cùng.
và vâng lời tuyệt đối của Đức Kitô Thiên Chúa. Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, đã không nghĩ phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Như thế vinh quang của Đức Kitô vua các vua hề tại ở lòng khiêm hạ vâng lời Chúa Cha, chứ không ở vinh quang riêng, quyền lực riêng, tôn ý riêng của Ngài. Sức mạnh của Ngài là thánh ý Chúa Cha và hạnh phúc của Ngài là thánh ý Cha Ngài được trọn vẹn. Thánh ý ấy đã đưa dẫn Đức Kitô đến thân phận tôi tớ đau khổ, đã đặt Ngài trên đường thánh giá, đã treo Ngài lên thập tự chiều can vê và đã vùi kín Ngài trong chết chóc mộ phần tối thứ sáu. Thánh ý ấy quả là đòi hỏi quá cao, quá gắt, quá cam go, quá khó khăn và quá thương tâm đến nỗi sức người có hạn nơi nhân tính của Đức Kitô đã phải ngao ngán sợ hãi thốt lên: Lạy Cha, xin cất chén đắng cho con. Nhưng đó là sứ mệnh của vua Giê-xu, sứ mệnh chết cho dân để chuộc tội cho dân. Và Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và ban tặng danh hiệu trội vượt hơn hết mọi danh hiệu, để khi vừa nghe danh thánh Giê-xu, các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run, và mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, là vua. Hiền hậu nhân từ. Hiền hậu và nhân từ là huy hiệu của vua Giê-xu. Hiền hậu và nhân từ là nhãn hiệu có công chứng của công dân nước trời. Đức Kitô hiền hậu đến độ các tông đồ phải phát cáu khi thấy Ngài chẳng nóng nảy gì khi dân làng thuộc vùng Samaria đã không đón tiếp Ngài. Các ông đề nghị một cuộc thanh trừng ngập trời khói lửa, bằng xin lửa trời đổ xuống đốt rụi thiêu hủy họ. Ngài trách các ông đã không đủ từ tâm và nhắc các ông Ngài đến không phải để tiêu diệt, nhưng để cứu sống loài người. Suốt cuộc đời dương thế, Đức Kitô đã cư xử nhân từ hiền hậu với tất cả mọi người, với người đàn bà nhiều chồng xứ Samaria, với người đàn bà thống hối, với bà hóa thành Naim có con trai chết, với gia đình Marta, Maria, Lazaro, với người đau ốm bệnh tật, với người bị quỷ ám, với ông sĩ quan ngoại giáo, với anh phạm nhân cùng bị đóng đinh, với các môn đệ và với mẹ Ngài. Với ai Ngài cũng nhân hậu hiền từ, ngay cả với các ông biệt phái luật sĩ ngoan cố cứng lòng, giả hình và gian ác, tuy thẳng mặt thẳng tay thẳng thừng trách mắng gương mù gương xấu của các ông, nhưng Ngài vẫn thương các ông và không cho các môn đệ phán xét lên án hận thù. Vị vua nghèo bé nhỏ khiêm hạ vâng lời nhân từ hiền lành đã thiết lập vương quốc của mình khi loan báo nước trời đã gần và ở giữa anh em. Như vương quốc thế gian phải có lãnh thổ, dân tộc, hiến pháp, nước của Đức Kitô vua nhân hậu hiền lành cũng gồm đủ ba yếu tố trên. Đất nước của Đức Kitô là trái tim, là tình yêu trong tâm hồn mỗi người. Đất nước Ngài không thuộc về thế gian, như Ngài đã trả lời quan tổng trấn Philato: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian thì quân đội của tôi sẽ chiến đấu, không để cho tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nước tôi không thuộc về thế gian. Chính vì không thuộc về thế gian nên đất nước ấy không bị khoanh vùng giới hạn bởi lằn ranh biên giới. Đất nước ấy là tâm hồn mỗi người nên bao la đến tận cùng trái đất, vượt thời gian không gian, không giới hạn ở ngôn ngữ, sắc tộc, chính trị, văn hóa. Đất nước thiêng liêng nhưng cụ thể, sống động thiết thực trong đời sống con người. Đất nước ấy vô hình nhưng có mặt trên từng cây số của hành trình nhân loại. Đất nước ấy thuộc trời cao nhưng bám chặt con người có chân đạp đất. Lãnh thổ của vương quốc Đức Kitô là mảnh đất tâm hồn mỗi người được hạt giống yêu thương nảy mầm, lớn lên, đơm hoa kết trái. Đất nước của Đức Kitô là vườn nho tấm lòng ngọt yêu thương, nồng nàn tình nghĩa. Đất nước của Đức Kitô là men trong bột đời sống, là hạt cải trên ruộng cuộc đời, là ngọc quý giấu sâu trên dải đất lòng. Cả thân xác mỗi người là lãnh thổ, cung điện, đền thờ của Thiên Chúa, vua nước trời. Đất nước ấy cũng lành như vị vua nhân lành của đất lành đã đón chim đàn về đậu, gọi chim trời về làm tổ, quây quần yên vui.
Đất lành của Đức Kitô vua là nơi náu thân an toàn cho tất cả mọi tâm hồn sầu thương, đau khổ, tội lỗi. Trên đất lành này, Đức Kitô nhân lành sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương trên con người và thánh hóa mọi tâm hồn trước đó đã chưa lành thánh. Đất nước an lành của Đức Kitô hiền lành và khiêm hạ là ước mơ hạnh phúc bình an của mọi tấm lòng thiện chí muốn làm công dân nước trời. Dân tộc của nước Đức Kitô là dân tộc thánh, thánh vì được thánh hóa bởi chính máu Đức Kitô. Cho Israel mà bao gồm cả chiên lạc nhà Israel và các dân ngoại, nghĩa là hết những ai được Đức Kitô thánh hóa và kêu gọi nên giống Ngài. Đức tin nơi Đức Kitô chịu đóng đinh là thẻ căn cước quốc tịch công dân nước trời. Đức tin nơi Đức Kitô không những cho quyền công dân mà còn bảo đảm quyền lợi làm dân, là được ơn cứu độ và hạnh phúc đời đời. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh trong thư Roma: bây giờ sự công chính của Thiên Chúa đã biểu lộ ra mà không cần có lề luật. Đó là sự công chính mà Thiên Chúa ban cho bất cứ ai tin vào Đức Giêsu Kitô. Không có sự phân biệt nào, vì mọi người đã phạm tội và mất ơn nghĩa với Thiên Chúa. Mọi người sẽ được nên công chính một cách nhưng không bởi ơn Chúa và bởi ơn cứu chuộc chứa chan nơi Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã đặt Ngài làm đấng cứu chuộc và Ngài đã đổ máu ra để đền tội. Ai tin thì được tha tội. Và để được tha tội nên người công chính, công dân của nước trời, điều kiện duy nhất là tin vào Đức Kitô, đấng đã chết để chuộc tội cho nhân loại. Như thế, làm công dân nước trời là tin vào Đức Giêsu Kitô và con dân của Ngài, tất nhiên là hết thảy những ai nhận Ngài là Thiên Chúa, đấng cứu độ và đi theo Ngài. Ngài biết dân Ngài vì thấu suốt tâm hồn mỗi người. Ngài biết ai tin Ngài vì chính Ngài kêu gọi họ. Là vua nhân hậu, Đức Kitô chăn dắt dân Ngài như Chúa chiên lành dắt đàn chiên đến đồng cỏ xanh, đến bờ suối mát, để chiên được ăn uống thỏa thuê, an bình, hạnh phúc. Hiến pháp nước trời là tình yêu. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn, và yêu anh em như yêu chính mình. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân là một, và trong tình yêu ấy ta gặp được chính mình, nghĩa là mình cũng được yêu. Đức Kitô đã chẳng bảo hãy yêu anh em như yêu chính mình đó sao? Hiến pháp tình yêu lấy tình yêu làm lề luật, nên ai không yêu mến người ấy không giữ luật Thiên Chúa. Hiến pháp ấy lấy tình yêu làm nguyên tắc sống, tiêu chuẩn chọn lựa, đường lối sinh hoạt, phong cách giao tiếp cư xử. Hiến pháp tình yêu còn là thước đo khi xét xử. Ai yêu nhiều thì được tha nhiều, ai không yêu thì bị luận phạt. Tình yêu là tất cả trong vương quốc Đức Kitô. Một vương quốc gồm những công dân của tình yêu và người ta nhận ra họ qua duy nhất dấu chỉ yêu thương. Tình yêu sẽ điều phối mọi việc, giải quyết mọi chuyện, liên kết mọi người. Vì tình yêu nhẫn nại, nhân từ, không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu kỳ, không tham lam, không tìm tư lợi, không giận dữ, không mưu mô gian ác, không vui trước bất công, nhưng chỉ vui với sự thật. Tình yêu tha thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, chịu đựng mọi sự, và tình yêu không bao giờ tàn phai. Đức Kitô còn ban bố bát phúc như hiến chương nước trời tình yêu, khi hứa phần thưởng cho tất cả những ai bé nhỏ khiêm nhường, đơn sơ trong sạch, nghèo khó trong tình yêu, khóc lóc sầu buồn cho tình yêu, bị bạc đãi bách hại vì tình yêu, hy sinh tận tụy xây dựng hàn gắn tình yêu. Ngài chúc phúc và hứa ban nước trời làm gia nghiệp, hứa cho vương quốc làm gia sản, hứa cho chính mình Ngài là tình cha thương xót cho tất cả những ai chọn yêu thương làm lẽ sống, lấy yêu thương làm chính đạo. Nhiều người xin nhập tịch nước trời nhưng chưa biết rõ nước trời là gì và vị vua của vương quốc ấy là ai, tính nết thế nào, đường lối trị dân ra sao. Khi gia nhập giáo hội, ta đã nhập tịch vương quốc của Đức Kitô và nhận thẻ căn cước công dân nước trời, người mang Đức Kitô. Danh xưng đã chính xác trên giấy tờ, còn chứng nhân trong đời sống thì sao? Liệu ta có để người ngoài nhận xét, ôi giời, bọn họ chỉ là những công dân trên giấy, như những ông Tây bà Đầm giấy da vàng mũi tẹt. Cơm vẫn rưới nước mắm, rau vẫn chấm mắm tôm,
và chẳng biết gì đến lịch sử, văn hóa, vận mệnh, tiền đồ của nước họ đang sống. Người ta gọi là Tây Giấy Đầm Giấy vì thái độ thờ ơ, bàng quan, hờ hững, vô trách nhiệm của họ đối với quốc gia dân tộc mà họ đã tự nguyện nhập tịch. Họ như những người tín hữu, hữu danh vô thực, tuy mang danh Kitô hữu nhưng chẳng biết Đức Kitô là ai, tuy ở trong nước Đức Kitô nhưng chưa một lần thắc mắc nước ấy ở đâu, luật lệ nước ấy thế nào và tại sao nhập tịch vào nước ấy. Tuần thánh với Đức Kitô, ta sẽ học với Ngài về vương quốc khiêm nhường, dịu dàng, yêu thương và ở với Ngài là vua nhân hậu, để căn cước tính người có Chúa Kitô, công dân nước trời của ta sẽ không còn là chữ nghĩa lạnh lùng trên văn bản, nhưng trở thành nền tảng sống động cho những bước chân ngập tràn yêu thương trên hành trình đời sống. Một Jerusalem mới đã được xây và nhân loại cứ theo dấu cây thánh giá tiến vào. Đừng sợ thánh giá vì đó là con đường nhân loại phải đi qua để đến sự sống viên mãn. Đừng sợ nhưng hãy mở bung cửa to cửa nhỏ của tâm hồn cho Đức Kitô tiến vào như cửa thánh đô đã cất cao đón bước chân vua nhân hậu. Đừng sợ nhưng hãy mở to mắt để nhìn Đức Kitô hiền lành trên lưng lừa và khiêm hạ trên thánh giá. Đừng sợ nhưng hãy gióng tai nghe tiếng hoan hô chúc tụng ngày lễ lá và lời mắng nhiếc đà đảo trên đường lên núi Sọ. Và đừng sợ nhưng hãy quỳ gối cúi đầu thờ lạy thân xác Thiên Chúa tơi tả trần chuồng chiều thứ sáu tuần thành, bởi trong thinh lặng mầu nhiệm tình yêu sẽ lên tiếng. Chúa là vua, là vua trên các vua, là Chúa trên các Chúa, đoàn con hát ca ngợi khen lạy Chúa. Chúa Giêsu là vua trên các vua, là Chúa trên các Chúa, đoàn con hết tâm tôn thờ. Trên thiên cung thần thánh tôn thờ, nơi dương gian muôn nước tung hô vạn tuế. Chỉ không ngờ
Giêsu, là vua trên các vua, là Chúa trên các Chúa, đoàn con hết tâm tôn thờ. Trên thiên cung thần thánh tôn thờ.